Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Vì sao Ukraine làm căng với Ba Lan? Tình hình Ukraine, Kiev bổ nhiệm Thứ trưởng Quốc phòng, nóng chuyện tên lửa. Nga yêu cầu Canada đưa cựu lính quốc xã ra trước công lý. Phương Tây đã tìm được người thay thế Zelensky. Ông Lavrov nói thẳng cách thức phương Tây câu giờ. Quân đội Ukraine rút ra bài học từ xung đột ở Ukraine. Triều Tiên sửa hiến pháp về chính sách hạt nhân để đảm bảo quyền tồn tại. Mặc dù nguồn viện trợ bên ngoài là động lực chính giúp Ukraine trụ vững trong chiến sự Nga-Ukraine, nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky không ngần ngại chỉ trích đồng minh thẳng thừng. Căng thẳng giữa Ukraine và Ba Lan tiếp tục bị khoét sâu, xuất phát từ việc xuất khẩu ngũ cốc. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Zelensky cho rằng vấn đề ngũ cốc là nạn nhân của tình trạng xung đột chính trị. Tổng thống Ba Lan Duda so sánh Ukraine với một kẻ sắp chết đuối, có thể kéo cả người cứu mình xuống nước. Vài tuần tới, sẽ diễn ra kỳ bầu cử quốc hội ở Ba Lan, đảng cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm sẽ chịu sức ép từ phe đối lập. Họ vịn vào lý do khó khăn của nông dân để chỉ trích chính sách hiện tại. Ông Zelensky dường như quá hiểu điều này. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine xảy ra, quốc tế có dịp chứng kiến cách xoay sở của một chính trị gia trẻ tuổi, trước đó chưa từng có kinh nghiệm chính trị. Không ít lần, ông Zelensky chỉ trích thẳng thừng đồng minh giúp đỡ mình nhiều nhất. Chỉ một ngày sau khi quân Nga tấn công lãnh thổ Ukraine, ông Zelensky đăng tải video nói rằng sáng nay chúng tôi một mình bảo vệ đất nước cũng giống như ngày hôm qua, quốc gia quyền lực nhất thế giới chỉ đứng nhìn từ xa. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhắc nhở lãnh đạo Ukraine bày tỏ lòng biết ơn, Tổng thống Zelensky đáp lại, mỗi sáng thức dậy ông ấy sẽ gọi cho Bộ trưởng Quốc phòng Anh để bày tỏ lòng biết ơn. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh cho rằng đó là lời mỉa mai tiêu cực. Trước thượng đỉnh NATO hồi tháng 7, ông Zelensky cũng đăng dòng trạng thái trách móc khối này chưa hoan nghênh nỗ lực gia nhập của Kiev. Một số nguồn tin tiết lộ, Tổng thống Joe Biden rất tức giận và muốn gạt Ukraine khỏi chương trình nghị sự. Nhưng sau tất cả, cá nhân ông Zelensky và đất nước Ukraine vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ các đồng minh. Washington ưu ái Kiev hết mực. Trong lịch sử hiện đại, chưa có quốc gia nào được viện trợ khối lượng vật chất và tinh thần nhiều đến vậy. Có thể nói, Tổng thống Zelensky đã khéo léo vận dụng giá trị quan trọng của Ukraine trên bản đồ địa chính trị phương Tây hiện nay. Chiến sự Nga-Ukraine gieo nỗi sợ mơ hồ rằng nếu Nga chiến thắng tại Ukraine thì toàn bộ châu Âu bị đe dọa. Chiến sự Nga-Ukraine cũng yêu cầu NATO phải suy nghĩ lại về chiến lược dài hạn, lập trường và sự hiện diện của mình. Phương Tây cần một chiến lược để chuẩn bị cho sự đối đầu có thể kéo dài trong hàng thập kỷ cũng như sắp xếp lại về những chính sách tương lai với Nga. Với Mỹ, đây là cơ hội tuyệt vời để thi triển tất cả chiến lược chống Nga một cách gián tiếp. Rõ ràng, số tiền viện trợ Ukraine đến nay 66,2 tỷ đô la Mỹ là cái giá quá rẻ để vận hành cuộc chiến tranh có lợi cho Mỹ, chẳng nhằm nhò gì so với hàng nghìn tỷ đô la Mỹ ném vào Trung Đông rồi nhận lại thất bại. Chính vì thế, Ukraine cho rằng mình có quyền đòi hỏi. Trong một phát biểu hồi tháng 12 năm 2022, Tổng thống Zelensky nói, hơn 10 tháng của năm nay chúng tôi đã giúp đỡ tất cả mọi người. Chúng tôi đã giúp phương Tây tìm lại chính mình, quay trở lại vũ đài thế giới và cảm nhận được phương Tây có quyền lực như thế nào. Không ai ở phương Tây sợ Nga và họ cũng sẽ không bao giờ sợ Nga. Trong mạch tư duy ấy, có thể lý giải vì sao Kiev luôn tỏ ra hờn dỗi đồng minh trong những lúc cảm thấy không được đáp ứng. Nhưng rồi ông Zelensky cũng dễ dàng dịu giọng làm hòa. Kiev bổ nhiệm 3 thứ trưởng quốc phòng mới, Bulgaria gửi S-300 cũ tới thực địa là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine. Tình hình Ukraine, Kiev bổ nhiệm thứ trưởng quốc phòng, nóng chuyện tên lửa. Kiev bổ nhiệm 3 thứ trưởng quốc phòng mới. Vào ngày 27 tháng 9, Kiev tuyên bố bổ nhiệm 3 thứ trưởng quốc phòng mới gồm ông Yuri Dehihi, cựu bộ trưởng tài chính trong giai đoạn 2018-2020, bà Natalia Kamikova, giám đốc điều hành của quỹ cựu chiến binh Ukraine, và bà Katerina Chernohorenko, người đứng đầu dự án quân đoàn máy bay không người lái Ukraine. Viết trên Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Rustem Umerov nêu rõ ưu tiên chính đối với 3 thứ trưởng mới là các binh sĩ, sứ mệnh, sức khỏe và phẩm giá của họ. Theo ông, nhiệm vụ quan trọng nhất của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine là đảm bảo phẩm giá của các binh sĩ trong mọi hoạt động tương tác với nhà nước. Về phần mình, sau khi trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 tuần trước, ông Rustem Umerov đã nhấn mạnh các ưu tiên, bao gồm nỗ lực xây dựng Bộ Quốc phòng nước này trở thành cơ quan đóng vai trò trụ cột trong công tác điều phối các lực lượng vũ trang Ukraine, tăng cường giá trị gắn với từng binh sĩ, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa và chống tham nhũng.
Bulgaria cung cấp tên lửa phòng không S-300 cũ cho Ukraine. Vào ngày 27 tháng 9, Quốc hội Bulgaria đã quyết định chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 từ thời Liên Xô trước đây cho Ukraine. Cụ thể, số lượng chưa xác định hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà Bulgaria không thể sửa chữa sẽ được gửi đến Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria, Đô đốc Emin Etinov, các tên lửa được gửi đến Ukraine đã hơn 30 năm tuổi. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Bulgaria Hristo Gadiev cũng thừa nhận đây là tên lửa bị lỗi mà Bulgaria không thể sửa chữa, song chúng có thể được sử dụng cho hệ thống phòng không của Ukraine. Theo quyết định của Quốc hội Bulgaria, đạn dược dành cho vũ khí hạng nhẹ từ kho cảnh sát cũng sẽ được chuyển tới Ukraine. Trước đó, ngày 26 tháng 9, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev có quan điểm thân Nga đã chỉ trích chính phủ và quốc hội là nhà tài trợ cho quân đội nước ngoài. Đức trì hoãn gửi tên lửa Taurus cho Ukraine. Berlin sẽ hạn chế gửi tên lửa tầm xa có độ chính xác cao Taurus do nước này sản xuất cho Kiev vì lo ngại công tác bảo trì loại vũ khí này sẽ phải cần đến các kỹ thuật viên người Đức trên thực địa ở Ukraine. Theo đó, các quan chức Đức cho rằng các kỹ thuật viên nước này tham gia hoạt động bảo trì tên lửa Taurus ở Ukraine có thể đẩy Berlin đến gần hơn tới cuộc đối đầu với Moscow. Về nguyên tắc, chính phủ liên minh đã chấp nhận chuyển giao tên lửa, song Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đình chỉ quyết định này, cho rằng cần phải tổ chức bỏ phiếu tại Quốc hội trước khi đưa các quân nhân của nước này tới khu vực thực địa ở Ukraine để duy trì các hệ thống tên lửa do Đức sản xuất. Trong tình hình đó, Wall Street Journal dự báo kế hoạch chuyển giao Taurus vẫn có thể được chấp thuận nếu Mỹ gửi loại vũ khí tương tự cho quốc gia Đông Âu. Tuy nhiên, ngay cả khi kế hoạch cung cấp Taurus sớm được phê duyệt, Ukraine vẫn chưa thể triển khai loại vũ khí này bởi tên lửa cần phải được điều chỉnh để phù hợp với máy bay từ thời Liên Xô trong biên chế của không quân Ukraine. Nga yêu cầu Canada đưa cựu lính quốc xã ra trước công lý. Điện Kremlin yêu cầu Ottawa đưa một cựu lính quốc xã người Ukraine vô tình được tôn vinh tại Nghị viện Canada ra trước công lý. Nga cũng có thể yêu cầu dẫn độ người này. Chính quyền Canada có nhiệm vụ đưa ra công lý hoặc dẫn độ những người muốn đưa ra công lý tên tội phạm này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, Chủ tịch Hạ viện Canada đã từ chức sau khi các nhà lập pháp nước này cùng Thủ tướng Justin Trudeau và Tổng thống Zelensky công khai tán dương cựu chiến binh Ukraine 98 tuổi Yaroslav Hunka, người từng chiến đấu cho sư đoàn Waffen Grenadier số 14 thuộc SS của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Moscow có thể yêu cầu dẫn độ Yaroslav Hunka, đại sứ Nga tại Canada. Ông Oleg Stepanov đề xuất, Nga đang rà soát câu chuyện của Hunka, có thể khởi xướng vụ án hình sự và yêu cầu dẫn độ sau đó. Nhà ngoại giao này cho biết trong một tuyên bố, Ba Lan vào hôm 26 tháng 9 cũng cho biết họ đang tìm cách dẫn độ Hunka và điều tra xem liệu cựu binh này có bị truy nã về tội ác chống lại người Ba Lan hoặc người Do Thái gốc Ba Lan hay không. Thủ tướng Canada xin lỗi về sự cố liên quan tới Hunka. Toàn bộ việc này gây ra bối rối sâu sắc cho Nghị viện và Canada. Ông Trudeau nói, Chủ tịch Hạ viện toàn cầu chịu trách nhiệm về lời mời và sự tán dương dành cho người đàn ông này, đồng thời đã hoàn toàn chấp nhận trách nhiệm đó và từ chức. Ông Trudeau tuyên bố, tổ chức SS đã bị tòa án ở Nuremberg tuyên bố là tổ chức tội phạm vào năm 1946, trong khi nhiều thành viên cấp cao của nhóm bán quân sự này đã bị xét xử và hành quyết vì hành động tàn bạo. Ở Ukraine đã mở ra một vụ án hình sự, trong đó Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Zaluzhny có thể trở thành bị cáo. Các tướng lĩnh đang được yêu cầu giải thích về việc một số khu vực ở tỉnh Kherson và Zaporozhye nhanh chóng đầu hàng Nga vào năm ngoái. Chính quyền Kiev thực sự đang cố gắng đạt được điều gì? Đáp án trong tài liệu trên Sputnik. Về vụ Zaluzhny, chưa có ai bị buộc tội, nhưng ở đây đang đề cập đến tội phản quốc và vô trách nhiệm đối với nghĩa vụ quân sự. Điều này, trước hết, nói đến không đạt yêu cầu chất lượng trong việc gài mìn cầu và các tòa nhà. Cục Điều tra Nhà nước và Cục An ninh Ukraine đã thẩm vấn một số tướng lĩnh bao gồm cả Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và cả nước ngay lập tức bắt đầu bàn tán về vụ Zaluzhny. Truyền thông từ lâu nay đã nói về mâu thuẫn ngầm giữa Tổng tư lệnh và Tổng thống. Người ta tin rằng nếu Zaluzhny làm chính trị một cách nghiêm túc, ông sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh nặng ký đối với Zelensky. Phe đối lập do cựu Tổng thống Petro Poroshenko và thị trưởng Kiev đứng đầu sẵn sàng ủng hộ ông. Và ở phương Tây, họ không bao giờ mệt mỏi ca ngợi ông. Họ gọi ông là người đầu tiên sau Chúa đối với binh lính Ukraine. Đáng chú ý là ở Kiev họ từng cho rằng việc mất Kherson xảy ra do bị phản bội trong hàng ngũ SBU. Người chỉ huy bộ phận Kherson của bộ, tướng Kdivrochak, được cho là đã ra lệnh cho nhân viên của mình sơ tán, trợ lý của ông, đại tá Sadokhin, nói chung đã chỉ dẫn các đơn vị quân Nga phòng tránh các bãi mìn và điều chỉnh các cuộc không kích. Ngoài ra, vì lý do nào đó mà họ đã không cho nổ sập cầu Atonovsky bắc qua sông Dnipro.
đã xảy ra vụ scandal lớn, người đứng đầu Cục An ninh Ukraine và bạn thời thơ ấu của Zelensky, Bukhanov, đệ đơn từ chức. Bây giờ họ đang cố quy trách nhiệm cho quân đội về cầu Atonovsky. Ngoài Bộ Chỉ huy quân đội, các quan chức Kherson cũng liên quan đến vụ án, trong đó có cựu lãnh đạo cơ quan quân quản khu vực Laguta. Vào ngày 17 tháng 9, ông đã tự sát. Rõ ràng ông không thể chịu được áp lực đè nặng lên bản thân. Theo truyền thông địa phương, quan chức này biết chi tiết Nga nắm quyền kiểm soát tỉnh Kherson như thế nào. Đồng thời, nhiều người chú ý đến việc Laguta tự kết liễu đời mình ngay sau khi được tin cựu thị trưởng Kherson đã bị các cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ. Laguta là người bảo trợ của Galivari. Mặt khác, có những nhân chứng cho rằng ông là người cuối cùng rời khỏi Kherson, tổ chức sơ tán người dân và vận chuyển tài liệu. Tìm kiếm đầu cuối. Cựu chỉ huy nhóm quân Ukraine miền Nam Solovyov tin rằng cuộc điều tra cần cho Zelensky để ông ta che giấu tội lỗi của mình. Lực lượng và phương tiện ở miền Nam vào mùa xuân năm 2022 đơn giản là không đủ để kìm hãm cuộc tấn công. Theo lời tướng này, việc huy động lẽ ra phải được thông báo trước, nhưng Tổng thống đảm bảo với công chúng rằng sẽ không có xung đột. Cận thần Poroshenko nói rằng vụ án hình sự đã được đưa đến giai đoạn có thể đưa ra cáo buộc chống lại Zaluzhny bất cứ lúc nào. Trong mọi trường hợp, quân đội sẽ đứng ra bảo vệ thủ lĩnh của họ, nhưng nếu Bukhanov không bao giờ bị trừng phạt, Tổng thống sẽ vô cùng hối hận. Những người ủng hộ cựu nguyên thủ quốc gia chắc chắn như vậy. Văn phòng Tổng thống nói với các phóng viên truyền thông nước ngoài, lẽ ra chính bên quân đội phải cho nổ tung cầu vượt sông Dnieper mà không cần đợi lệnh từ Kiev. Và họ giải thích cuộc điều tra là do mong muốn của xã hội có được câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng liên quan đến giai đoạn đầu của chiến sự. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử, Denis Denisov, chuyên gia tại Đại học Tài chính trực thuộc chính phủ Nga cho rằng Zelensky cần vụ án hình sự này cho cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội. Càng đến gần bầu cử thì điều quan trọng là phải hạ xếp hạng của Zaluzhny, các nhóm chính trị có ảnh hưởng sẵn sàng ủng hộ ông ứng cử. Ngoài ra, mục đích là muốn đổ lỗi sai lầm của mình cho người khác, hoặc nếu điều đó không đạt hiệu quả thì chuyển hướng sự chú ý khỏi chúng. Tất nhiên điều này không hề tương ứng với những giá trị dân chủ đang được khẳng định ở Kiev, nhưng với mục đích giữ quyền lực, nguyên thủ quốc gia sẽ làm bất cứ điều gì, nhà khoa học chính trị chắc chắn. Zaluzhny khó có thể đưa ra làm bị cáo chính vì điều đó rất nguy hiểm, chuyên gia tiếp tục. Họ sẽ chỉ cố gắng làm lu mờ vị tổng tư lệnh bằng một câu chuyện khó chịu nhằm làm suy yếu niềm tin vào ông ta. Vụ án sẽ không đi đến phán quyết. Phó Viện trưởng Viện Cộng đồng các quốc gia độc lập Vladimir Zadikhin cũng không nghĩ rằng Zelensky sẽ bắt giữ Zaluzhny. Nhưng bản thân vụ án hình sự đã là một lời cảnh báo đừng can thiệp vào quyền lực. Zaluzhny khiến cho Zelensky lo lắng vì ở phương Tây, Tổng tư lệnh được ca ngợi như một anh hùng. Tổng thống không phải không có lý do lo ngại rằng nếu các đối tác quyết định thay thế ông thì vị tướng này sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Bầu cử vẫn có thể diễn ra vào năm 2024. Điều này được chứng minh bằng số lượng ấn phẩm về chủ đề này ngày càng tăng trên các phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây, như giới chuyên gia lưu ý. Và những chuyên tuyên bố về không có khả năng tiến hành bầu cử trong điều kiện chiến sự không gì khác hơn là cớ thoái thác. Phương Tây đang tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhằm tạo thời gian cung cấp vũ khí cho lực lượng Kiev. Khi được hỏi liệu có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc đàm phán về Ukraine có thể được tiến hành vào mùa thu hay không, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, phương Tây đang tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Ukraine chỉ để nhằm cung cấp vũ khí cho lực lượng Kiev. Bằng cách lan truyền những tin đồn xúi dục như vậy, phương Tây dường như đang thử thách sự sẵn sàng của chúng tôi trong việc chấp nhận các điều khoản của họ. Trên thực tế, họ không hề giấu giếm các điều khoản của mình, bao gồm thời gian tạm dừng vài tháng và không có thỏa thuận nào, ngoại trừ thỏa thuận ngừng bắn nhằm tìm cách câu giờ để cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn ngoài những gì đã được cung cấp và hiện đang bị lực lượng vũ trang của chúng tôi phá hủy dần dần, ông Lavrov nhấn mạnh. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đồng thời lưu ý, phương Tây đã sử dụng logic tương tự đối với thỏa thuận Minsk. Họ thực sự đã thừa nhận rằng không ai sẽ thực hiện thỏa thuận Minsk. Cả Đức và Pháp đều không có kế hoạch như vậy và càng không phải Ukraine, ông Lavrov lưu ý. Trước đó, Ngoại trưởng Nga tuyên bố rằng Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moscow thì việc đạt được thỏa thuận càng khó khăn. Theo ông, lệnh cấm đàm phán với Moscow của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nên được dỡ bỏ để mở đường cho đối thoại. Ngoại trưởng Nga cũng tái khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán về Ukraine, trong đó có tính đến tình hình thực địa và lợi ích an ninh của Nga. Lập trường của chúng tôi vẫn như cũ.
Chúng tôi sẵn sàng đạt được các thỏa thuận với điều kiện là tình hình hiện tại trên thực địa được tính đến và các lợi ích an ninh của chúng tôi, bao gồm cả nhu cầu ngăn chặn việc tạo ra các xung đột, nhu cầu ngăn chặn việc hình thành chế độ phát xít thù địch ở gần biên giới Nga, ngăn chặn một nhóm người tuyên bố mục tiêu loại bỏ mọi thứ của Nga tại các khu vực Crimea và Novorossiya mà người Nga đã khám phá và phát triển trong nhiều thế kỷ, ông Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Quân đội Ukraine rút ra bài học từ xung đột ở Ukraine. Quân đội Ấn Độ đã quyết định tăng cường hỏa lực pháo và tên lửa sau những bài học rút ra từ cuộc xung đột ở Ukraine. Tờ Hindustan Times của Ấn Độ mới đây đưa tin, quân đội Ấn Độ đã quyết định tăng cường hỏa lực, tập trung nhiều hơn vào tính cơ động, tấn công chính xác, tầm bắn, tấn công nhanh và khả năng sống sót sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Theo nguồn tin trên, quân đội Ấn Độ cũng đang tăng cường hỏa lực như súng, pháo và tên lửa. Chiến lược 5 mũi nhọn của quân đội nước này dự kiến tiêu tốn hàng tỷ USD đã được phát triển sau khi họ đánh giá nhu cầu của các đơn vị pháo binh trên chiến trường. Hindustan Times dẫn lời một quan chức Ấn Độ cho biết tất cả các trung đoàn pháo binh của quân đội nước này sẽ được trang bị hệ thống pháo cỡ nòng 155mm tiên tiến, tên lửa cảm biến và tên lửa có tầm bắn xa hơn, tổ chức lại hoạt động giám sát và rút ngắn chu kỳ cảm biến, khai hỏa, tấn công trong chiến đấu. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tái khẳng định tính ưu việt của hỏa lực như một yếu tố giành chiến thắng trong trận chiến. Do đó, quân đội Ấn Độ đã điều chỉnh hồ sơ vũ khí của mình. Một trong những bài học rút ra từ cuộc xung đột kéo dài 19 tháng qua là triển khai thêm hệ thống pháo tự hành và pháo gắn trên bệ để cải thiện khả năng cơ động, đầu tư cho tên lửa có tầm bắn vượt trội, đảm bảo khả năng tăng sống sót trước đối phương. Trong 5 năm qua, các hệ thống hỏa lực của Ấn Độ được mua hoặc là đang trong quá trình mua sắm đều nhằm mục đích nâng cao khả năng sát thương, tăng tầm bắn và tính linh hoạt. Với pháo, Ấn Độ đặt trọng tâm là theo đuổi hiện đại hóa thông qua bản địa hóa. Tuy nhiên, pháo siêu nhẹ M777 lại được nhập khẩu từ Mỹ. Đáng chú ý, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ đã bắt đầu một dự án mang tên Hệ thống pháo kéo tiên tiến vào năm 2013 nhằm thay thế các loại cũ bằng pháo binh 155mm hiện đại. Cụ thể, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ đã hợp tác với Bharat Forge và Tata Avasis System để sản xuất loại pháo có tầm bắn 48km trên. Các ưu tiên cấp thiết của quân đội Ấn Độ còn bao gồm việc mua thêm pháo K9 Varia T tự hành do Larsen & Toubro sản xuất với sự chuyển giao công nghệ từ hãng Hanwha Techwin của Hàn Quốc. Đến nay, Ấn Độ đã trang bị 100 khẩu pháo K9 Varati cỡ nòng 155mm trên 52 theo hợp đồng năm 2017, trị giá 720 triệu USD và một số trong đó đã được triển khai ở Ladakh. Bên cạnh đó, quân đội Ấn Độ cũng đã triển khai trung đoàn pháo kéo Hanus cỡ nòng 155mm trên 45 đầu tiên gần biên giới Trung Quốc. Triều Tiên sửa hiến pháp về chính sách hạt nhân để đảm bảo quyền tồn tại. Triều Tiên vừa thông qua hiến pháp sửa đổi về chính sách hạt nhân với lý do là sự khiêu khích của Mỹ, truyền thông nhà nước đưa tin. Sau 2 ngày họp, Quốc hội Triều Tiên nhất trí thông qua sửa đổi hiến pháp để cho phép Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân cấp độ cao nhằm đảm bảo quyền tồn tại và ngăn chặn chiến tranh, KCNA cho biết. Chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của Triều Tiên đã trở thành vĩnh viễn như một luật cơ bản mà nhà nước không ai được phép coi thường. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trước Quốc hội. Ông kêu gọi tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân và đa dạng hóa các phương tiện tấn công hạt nhân cũng như triển khai chúng vào các lực lượng khác nhau. Nhà lãnh đạo này cho rằng Mỹ đã đi đến mức cực đoan với các hành động khiêu khích quân sự như tiến hành nhiều hoạt động tập trận và triển khai khí tài chiến lược đến khu vực. Hiến pháp Triều Tiên được sửa đổi sau một năm Triều Tiên chính thức hóa quyền tấn công hạt nhân phủ đầu để tự vệ. Một bước đi mà ông Kim nói rằng sẽ giúp địa vị hạt nhân của nước này trở nên không thể đảo ngược. Ông Kim chỉ đạo các quan chức tăng cường đoàn kết hơn nữa với những quốc gia chống Mỹ, cho rằng quan hệ hợp tác ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là NATO phiên bản châu Á. Đây là mối đe dọa thực tế tồi tệ nhất, không phải lời đe dọa bằng lời nói hay điều tưởng tượng, ông nói. Nhà lãnh đạo này vừa có chuyến thăm kéo dài một tuần đến Nga, cùng với Tổng thống Nga Putin, nhất trí tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ về công nghệ cho các chương trình tên lửa hạt nhân và tên lửa. Còn Moscow muốn mua đạn dược từ Triều Tiên để bổ sung cho các lực lượng ở chiến trường Ukraine. Theo các nhà phân tích, việc sửa đổi hiến pháp của Triều Tiên báo hiệu nỗ lực tăng tốc hơn nữa chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và có thể dẫn đến hợp tác quân sự mở rộng với Moscow sau chuyến thăm Nga gần đây của ông Kim. Chiến tranh lạnh mới ở khu vực Đông Bắc Á và căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng. Ông Jang Mo-jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul nhận định, vào hôm 26 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo Bình Nhưỡng chớ sử dụng vũ khí hạt nhân khi Seoul tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn đầu tiên trong một thập kỷ, đưa các loại vũ khí từ tên lửa đạn đạo đến xe tăng đi qua Seoul để phô trương sức mạnh.
Trong một diễn biến khác, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày hôm qua cho biết Bình Nhưỡng đã quyết định trục xuất Travis King, binh sĩ Mỹ vượt biên trái phép vào Triều Tiên vào hồi tháng 7. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!